câu lạc bộ Queen X khám phá phép thuật nước Ý. Công viên khảo cổ học Siponto. Mình quá hồi hộp để xem chặng cuối này dẫn chúng ta tới đâu. Được rồi, chúng ta phải đến một nơi ở đâu đó miền Nam nước Ý, nơi quá khứ và tương lai gặp nhau. Có một dương cung thánh đường, không phải là một mà là hai cái, và vô số những nhà máy sắt thép khác nữa. Mình yêu Apulia. Mình đã đến đó vì Notte della Taranta, một lễ hội âm nhạc tuyệt vời. Chúng ta phải làm điều này cho chính mình. Chỉ cần thiếu một viên ngọc nữa thôi, và chúng ta có thể tìm ra bí ẩn này. Các cậu sẵn sàng chưa? Các cậu có nhìn thấy cảnh đẹp này không? Những màu sắc này là một cái gì đó rất đặc biệt. Thật không thể tin được, sắp tìm ra giọng nói và lý giải được bí ẩn này rồi. Tất nhiên, đi thôi. Chúng ta đang ở Apulia. Nếu muốn nói chính xác thì chính là công viên khảo cổ Siponto. Wow, viên ngọc ở đâu mới được chứ? Giọng nói đã nói cái gì đó vậy? Nơi quá khứ và tương lai gặp nhau đó. Quá khứ và tương lai. Chà, chúng ta có thể bắt đầu với nhà thờ. Nhìn nó khá cổ đối với mình, phải không? Nếu xa. Chúng ta đang ở trong hầm mộ. Đây chính là trung tâm của công trình dương cung thánh đường thời trung cổ St. Mary ở Siponto. Viên ngọc có thể ở... ngay đây. Hả? Trông nó không giống những viên ngọc khác. Đúng vậy, nó chỉ giống như một nửa của viên ngọc. Hãy nghĩ xem, nếu nhà thờ thời trung cổ này là từ quá khứ thì chúng ta sẽ tìm thấy nửa còn lại trong tương lai sao? Milsa, cậu nói nghiêm túc phải không? Hãy đến một nhà thờ lớn khác đi nào. Nhưng đây có phải là một nhà thờ đâu. Ừ, cậu nói đúng. Về cơ bản thì không phải. Sau một vài trận động đất, chỉ nền móng của dương cung thánh đường này là vẫn còn đứng vững mà thôi. Chỉ là một cái nền, không hề có tòa nhà nào hết. Chính xác. Sau đó, vào năm 2016, một nghệ sĩ trẻ có tên là Eduardo Trasoli đã thực hiện tác phẩm nghệ thuật này với tên gọi Nơi nghệ thuật tạo dựng thời gian. Tuyệt, cú mèo. Nhà thờ tuyệt vời này hiện đang được xây dựng lại với hơn 4.500 mét lưới thép. Nó có chiều cao 14 mét và nặng hơn 7 tấn. Wow, ông ấy làm công trình này một mình sao hả? Tất nhiên là không. Ông ấy cũng như chúng ta, có một đội ngũ để giúp ông ấy xây dựng công trình. Nếu mà nói về tinh thần đồng đội, chúng ta vẫn cần phải tìm nửa còn lại. Nó đây rồi. Bloom, cậu nói đúng. Nhà thờ này là manh mối tìm ra ý nghĩa của câu nói về tương lai. Tuyết. Cảm ơn. Nè, có ai nghe thấy gì không vậy? Cảm ơn sự giúp đỡ vô giá của các bạn. Là ai vậy? Ta là tàn dư của một thời xa xưa ma thuật. Ta là linh hồn của những địa điểm độc đáo và tuyệt vời mà bạn có thể ghé thăm trên toàn nước Ý. Giống cuộc phiêu lưu thứ 8 mà chúng tôi vừa mới trải nghiệm sao? Chính xác đó, Musa. Những con quái vật ở khu vườn Bomazo, ngôi đền Veladio và những nốt nhạc của nó. Những ngôi sao ở Nurage, ở Sunurazi và Sasi di Matera. Và quần đảo Aeolian và những cây ô liu hàng trăm năm tuổi và lâu đài Venafro, tu viện thánh Michael. Và còn nhiều hơn thế nữa trên khắp nước Ý. Nhờ những nỗ lực của các bạn, những nơi đó bây giờ đã an toàn. Hãy lắng nghe đây. Từ nay, thời khắc này, tôi sẽ trao cho các bạn những lời bảo vệ vĩnh viễn của những địa điểm độc đáo và tuyệt vời nhất nước Ý.
hãy bảo vệ, chia sẻ và giới thiệu chúng với những người trên thế giới để mọi người cùng thấy. Hãy giống như viên ngọc cuối cùng các bạn tìm thấy, hãy kết hợp quá khứ với tương lai. Chúng tôi sẵn sàng. Thật là một vinh dự cho chúng tôi khi được trở thành những người bảo vệ vĩnh viễn của những nơi kỳ diệu này.